kỹ thuật viên của trung tâm chúng tôi đang tiến hành thay tool chuột cho chiếc MacBook Pro này. Khách hàng đang ngồi trực tiếp để xem kỹ thuật viên chúng tôi làm việc. Đây là kỹ thuật viên bên tôi đã thay cái này thành công tua chuột cho mắt của đồ. Các bạn xem clip xin chụp hình cảm ơn.